Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao nhận thức quyền và nghĩa vụ bầu cử cho giới trẻ. Hơn 30.000 người hành hương về đền Hùng trước ngày giỗ tổ. Hòa Bình khẩn trương rà soát các nguy cơ sạt lở. Hà Nội đình chỉ hoạt động 18 xe khách liên tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tháng nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Thời điểm này, công tác chuẩn bị và tuyên truyền về ngày bầu cử đang được các cấp các ngành tích cực triển khai. Trong lần bầu cử sắp tới này, có rất nhiều bạn trẻ sẽ lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu để bầu ra đại biểu đại diện cho chính bản thân mình. Đây là hình ảnh đoàn xe lưu động tuyên truyền về ngày bầu cử của phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đó có sự tham gia của nhiều tầng lớp, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ. Mục đích của hoạt động này là tuyên truyền đến tất cả quần chúng nhân dân, các bạn trẻ đang sinh sống trên địa bàn phường về việc tự tay được bỏ phiếu trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị rất thiêng liêng. Khi em 18 tuổi thì em rất cảm thấy rất là tiếc nuối khi mình không được tham gia bầu cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thì sau 5 năm thì em rất cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mình đã được cầm lá phiếu trên tay và đi bầu cử và chọn ra những người mà mình cảm thấy gọi là thích hợp nhất. Nên mình phải động viên nó trước, là bắt buộc hôm đó là ngoài cái mệnh lệnh của phụ huynh ra thì cũng phải kêu gọi cái lòng tự trọng dân tộc của con người mình ra để các cháu đi cho nó đúng. Và đi sớm chứ không phải là đi muộn, mà đến sớm nhất để bầu cử. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng nhận thức sâu sắc được trách nhiệm công dân của mình. Nhiều bạn trẻ hiện nay chỉ tiếp cận thông tin một cách thụ động, một số bộ phận không nhỏ vẫn còn thờ ơ. Em có hiểu ý nghĩa của cái việc bỏ phiếu bầu đại biểu không? Em nghĩ là cái ý nghĩa sẽ là chọn được những người đại biểu để điều khiển lãnh đạo đất nước. Em vẫn chưa biết là bỏ phiếu quốc hội thì liên quan đến những công tác gì. Rõ ràng việc tạo cầu nối thông tin để giới trẻ nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ bầu cử cần được triển khai càng sớm càng tốt. Với những thanh niên trẻ thì chúng tôi đã có sự chỉ đạo với đoàn thanh niên sẽ có những cái buổi tới đây sẽ có những cái buổi tuyên truyền và để làm sao các bạn nhận thức được, đó là một rất vinh dự và tự hào trong một cái bắt đầu một tuổi đã được cầm lá phiếu đi bỏ phiếu trong cái nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh đoàn thanh niên thì các trường đào tạo các cái thế hệ trẻ của chúng ta cũng cần phải quan tâm để cho các em thấy thay đổi cái nhận thức và hiểu rõ cái ý nghĩa của cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, và đặc biệt là về cái quyền cũng như là niềm tự hào của mỗi một sinh viên khi được cầm lá phiếu để quyết định cái người đại diện quyền lợi cho cá nhân họ cũng như là cho nhân dân, cho dân tộc. Thanh niên luôn giữ vị trí rất quan trọng trong việc đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, việc nâng cao nhận thức của giới trẻ về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như sự vận hành của nền quản trị quốc gia, sẽ tăng cường ý thức tham gia của giới trẻ nói riêng và người dân nói chung trong quá trình hoạch định chính sách nhà nước. Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng cho biết chỉ tính riêng 2 ngày, 17 và 18 tháng 4, tức ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 3 âm lịch, khu di tích lịch sử Đền Hùng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã đón trên 30.000 lượt du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Do chính lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào giữa tuần, nên nhiều du khách đã chọn 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua để tới khu di tích lịch sử Đền Hùng. Mặc dù trời mưa nhưng rất đông du khách thập phương đã đến khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương, tri ân công đức tổ tiên. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất du khách khi về dâng hương, khu di tích đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như phun thuốc khử khuẩn, phát khẩu trang miễn phí. Vừa qua tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Bạch Đằng kỷ niệm 1083 năm, 1040 năm và 733 năm chiến thắng Bạch Đằng.
Lễ hội nhằm khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Bạch Đằng trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khơi nguồn truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ những giá trị lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm nay diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, tức từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch. Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát ngày 20 tháng 4, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021 chính thức diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với chủ đề Hoa Lư Cố Đô ngàn năm. Sự kiện được kỳ vọng là đòn bẩy giúp ngành du lịch phục hồi, phát triển trở lại sau thời gian dài ngủ đông do đại dịch COVID-19. Khách tham quan những tuyến điểm du lịch tại Ninh Bình đang bật tăng trở lại. Cùng với di sản văn hóa và thiên nhiên Tràng An, Bái Đính, nhiều sản phẩm du lịch mới đang được địa phương này đưa vào khai thác, tạo điểm nhấn cho năm du lịch quốc gia 2021. Ngoài trải nghiệm những các cái hoạt động làm bánh, rồi tìm hiểu về kiến thức về lịch sử, cũng có thể tham gia các cái hoạt động dã ngoại ngoài trời như là đi lượm trứng, trứng gà, trứng vịt, rồi đi ra những cái ruộng ngô, hái những cái rau xanh để có thể phục vụ cho những cái bữa ăn trưa của mình tại cái farmstay này thì nó cũng rất là phù hợp. Chúng tôi có hai sản phẩm chủ lực là khu lưu trú và khu trải nghiệm đồng quê. Thì khu lưu trú là 2,5 hectare, bao gồm 40 phòng bungalow trên hồ. Bên ngoài được thiết kế rất là mộc mạc giản dị, bên trong thì hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Chào đón năm du lịch quốc gia, hơn 500 đơn vị du lịch trên toàn quốc đã hội tụ về Ninh Bình để khảo sát những tuyến điểm du lịch mới nhằm xây dựng sản phẩm kích cầu. Nhiều chuyên gia lữ hành phía Nam thực sự ấn tượng với du lịch sinh thái tại Ninh Bình và nhận định địa phương này có nhiều tiềm năng thu hút khách nghỉ dưỡng. Cũng là một cái điểm đến mới đối với cái lượng khách ở trong miền Nam, thì trước giờ người ta có thể là thông thường đi về cái miền Tây sông nước, thì bây giờ có thể thung nham đâu đó có thể kết hợp được một vài yếu tố đó của miền Tây và người dân Sài Gòn người ta đây rất là thích. Hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện năm du lịch quốc gia đã sẵn sàng. Không chỉ riêng với Ninh Bình, việc tổ chức năm du lịch quốc gia còn khích lệ toàn ngành du lịch vượt qua khó khăn để nhanh chóng phục hồi. Chúng tôi xác định đây là một cơ hội rất là quan trọng, là điều kiện hết sức là thuận lợi để cho Ninh Bình nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch. Mà cái điểm quan trọng mà tôi thấy rằng là trong cái năm du lịch này thì các tỉnh thành trên toàn quốc phải cần có sự kết nối, chia sẻ để tạo ra những sản phẩm du lịch có tính chất liên vùng. Chính năm du lịch quốc gia là một cái dấu hiệu, một cái thời điểm để mà kích hoạt du lịch trở lại, cũng như là đánh dấu một cái thời kỳ phục hồi du lịch sau COVID. Năm nay, Ninh Bình phấn đấu đón 7 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 3.500 tỷ đồng. Đây là thời điểm thích hợp để phục hồi và đẩy mạnh các hoạt động du lịch nội địa, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát. 200 đơn vị lữ hành tham gia, hàng nghìn sản phẩm kích cầu với giá ưu đãi, nhưng đảm bảo chất lượng, du lịch Hà Nội tập trung kích cầu với khẩu hiệu đi để yêu. Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội, đây là những nỗ lực của toàn ngành du lịch thủ đô với quyết tâm đạt mục tiêu 11 triệu lượt khách nội địa trong năm nay. Khám phá tour một thoáng châu Âu trong lòng Hà Nội với giá hơn 400.000 đồng một người. Tham quan thành phố Hà Nội một ngày có giá trung bình 500.000 đồng một người. Tour trải nghiệm đêm hỏa lò với giá 199.000 đồng một người, hay tham gia các sản phẩm tour giải mã Hoàng Thành Thăng Long với mức giá giảm 50% còn 125.000 đồng một người. Hàng loạt các sản phẩm du lịch thủ đô mới hấp dẫn vừa được Sở Du lịch Hà Nội công bố để thu hút khách du lịch nội địa trong năm nay. Riêng với lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến 18 tháng 4 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội, giới thiệu 1.000 sản phẩm du lịch, trong đó có gần 350 tour kích cầu. Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội thúc đẩy khách du lịch các địa phương đi du lịch Hà Nội và các địa phương liên kết, đồng thời quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.
Để khôi phục thị trường du lịch một cách hiệu quả, từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tổ chức 81 sự kiện văn hóa du lịch ở cả khu vực nội thành và ngoại thành. Các sự kiện của Hà Nội đều mang thông điệp Hà Nội đến để yêu. Bắt đầu từ năm ngoái, cũng từ kế hoạch kích cầu khôi phục thị trường khách nội địa sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình Người Hà Nội đi du lịch tại Hà Nội bắt đầu hình thành, cùng với việc thu hút khách từ các địa phương khác. Nguồn khách tại chỗ cũng rất quan trọng với du lịch thủ đô trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt đề cương dự toán dự án thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh vọc mông trắng tại huyện Kim Bảng. Mục tiêu của dự án là bảo tồn loài vọc mông trắng, bảo tồn đa dạng sinh học hiện có trong khu vực và các thảm thực vật rừng, xác định ranh giới hành chính và vị trí các trạm bảo vệ, trạm quan sát. Diện tích vùng lõi khu bảo tồn được quy hoạch có diện tích khoảng 3.500 ha, tập trung ở các xã Thanh Sơn, Liên Sơn, Khả Phong, Tân Sơn và thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. Dự án sẽ tổ chức rà soát phân loại, xác định phân bố, thống kê diện tích các hệ sinh thái cơ bản, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái thứ sinh và khai thác sử dụng bền vững, phục vụ cho du lịch sinh thái, đánh giá công tác bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu nhân giống các loài bản địa quý hiếm. Tại khu vực này hiện có khoảng 100 cá thể vọc mông trắng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau khu bảo tồn ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, mới đây trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm ghi nhận 2 trường học là trường Trung học phổ thông quốc tế Isaac Newton và trường liên cấp tiểu học Trung học cơ sở Pascal có hiện tượng một số học sinh nghỉ học với dấu hiệu buồn nôn, đau bụng, sốt. Các đơn vị chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân. Ngày 16 tháng 4, trường tiểu học Trung học cơ sở Pascal ghi nhận một số học sinh nghỉ học, trong đó có nhiều em có các biểu hiện bị rối loạn tiêu hóa. Theo thông tin từ phía nhà trường, trưa ngày 15 tháng 4, học sinh của trường ăn theo thực đơn: cá ba sa chiên bơ, trứng chưng, bắp cải xào, canh cải nấu thịt và tráng miệng bằng ổi. Đơn vị cung cấp bữa ăn cho trường là công ty Vietinmec Việt Nam. Cũng cùng ngày 15 tháng 4, trường phổ thông Isaac Newton có 1.553 học sinh ăn bữa trưa và bữa phụ tại trường do công ty Mặt Trời Lớn nấu ăn cung cấp. Sáng ngày 16 tháng 4, nhà trường ghi nhận thông tin từ phụ huynh học sinh có 15 em phải nghỉ học do đau bụng, buồn nôn. Trước tình hình nhiều học sinh có dấu hiệu nghi bị ngộ độc, nhà trường và phụ huynh đã báo cáo với Trung tâm Y tế quận, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội để kiểm tra vụ việc. Ngay sau vụ việc, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú của hai trường này. Đơn vị cung cấp suất ăn đều xuất trình đầy đủ được các giấy tờ pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang, thùng rác đựng chất thải rắn không có nắp đậy. Qua kiểm tra ban đầu, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là nghi ngờ do nhiễm vi sinh. Hiện cả hai trường đang được Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm phun khử khuẩn khu vực bếp ăn và trường học. Với lý do bỏ bến và không có phương tiện hoạt động tại vị trí được cấp phép, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ký các quyết định thu hồi phù hiệu, đình chỉ hoạt động của 18 xe khách tại các bến xe. Các xe bị thu hồi phù hiệu hoạt động do doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục. Nội dung xử lý này được quy định trong Nghị định 10 của Chính phủ. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hà Sơn Hải Vân chi nhánh Hà Nội 3 xe chạy tuyến bến Gia Lâm Sapa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát 2 xe chạy tuyến bến Gia Lâm thành phố Lào Cai, công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 2 xe chạy bến Yên Nghĩa Bắc Cạn, nhà xe Hoàng Yến 2 xe chạy bến Yên Nghĩa Mộc Châu, nhà xe Khai Nguyên 1 xe chạy tuyến Sơn Tây Thái Bình, hợp tác xã vận tải Hải Thịnh 5 xe chạy tuyến Yên Nghĩa Hà Nam, Mông Dương Quảng Ninh. Hợp tác xã công nghiệp 20 tháng 10 2 xe, đăng ký nhưng không có phương tiện hoạt động. Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 1 xe. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải có tên trong danh sách nộp lại phù hiệu xe tuyến cố định đã được cấp phép về Sở Giao thông Vận tải, thời gian chậm nhất sau 7 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân, ngay từ đầu năm đến nay các cấp các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã và đang khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đồng thời tăng cường các giải pháp ứng phó, phòng ngừa thiên tai sát với điều kiện thực tế. Đồi Lũ Thao thuộc khu tái định cư xóm Rồng Vàng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có 145 hộ dân với trên 600 nhân khẩu, là điểm có nguy cơ cao bị sạt trượt từ nhiều năm nay.
cuối năm 2020. Trong khu vực xuất hiện những vết nứt dài hơn 30 mét, sâu khoảng 5 mét, kéo dài từ lưng trường đồi xuống dưới chân đồi, đe dọa sự an toàn của 37 hộ dân giáp với chân đồi. Bây giờ thì đang mùa khô, thì xã Lâm Sơn rất mong, rất kính mong các cấp các ngành quan tâm rồi sớm đầu tư rồi có cái biện pháp khắc phục để cho an toàn cho người dân sinh sống, đảm bảo cuộc sống để bà con yên tâm. Hiện nay ngoài những vết sạt trượt ở giữa và chân đồi, thì phía trên đỉnh đồi Lù Thao còn có nhiều điểm nứt rộng kéo dài. Để đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Sơn đã phân công cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và sẵn sàng lực lượng để tổ chức di dời, đưa người dân đến nơi an toàn. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang rà soát lại tại cái điểm sóng lửa vừa qua có nguy cơ sạt lở, thúc đẩy cái công ty du lịch Hòa Bình đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái phương án đã được ủy ban nhân tỉnh giao. Cái thứ hai là rà soát lại toàn bộ cái hệ thống sông Bùi, các cái điểm có nguy cơ ngập úng rồi là lũ lụt cục bộ. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, trước mùa mưa bão, toàn tỉnh hiện có 234 điểm dân cư có nguy cơ bị thiệt hại do thiên tai, với hơn 2.700 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng cần có phương án sắp xếp ổn định lại. Trong đó có 105 điểm với trên 1.500 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở đất đá, 92 điểm với hơn 400 hộ có nguy cơ bị úng ngập sâu. Để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, củng cố các tuyến đê, đập, hồ chứa theo kế hoạch, xây dựng phương án chi tiết di dời dân khi có thiên tai xảy ra và bố trí các điểm ổn định dân cư khi thực hiện sơ tán. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động tham gia phòng tránh thiên tai, sẵn sàng các phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Liên quan đến trận lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, công tác tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Ngày 18 tháng 4, quốc lộ 279 đã thông xe trở lại. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 3 nạn nhân bị mất tích. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai. Lũ ống xảy ra tối ngày 17 tháng 4 đã khiến cho 25 nhà dân bị hư hỏng, vùi lấp 3,5 hecta hoa màu cùng với nhiều vật nuôi. Thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỷ đồng. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn sẽ vẫn còn diễn ra. Việc rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đang được huyện Văn Bàn khẩn trương rà soát và chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm. Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ. Ban chỉ đạo đề nghị tiếp tục triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của người dân, huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, triển khai các lực lượng xung kích và rà soát nơi ở, những vị trí có khả năng tắc nghẽn dòng chảy, đặc biệt là khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Ban chỉ đạo đề nghị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, tham khảo các tài liệu đã được đăng tải trên website của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai. Ngày 19 tháng 4, Công an huyện Diên Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xử lý vụ tai nạn giao thông hy hữu khi một chiếc xe tải chạy trên quốc lộ 20 đã đâm vào giải phân cách lao xuống vườn cà phê. Tài xế may mắn thoát nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 4. Xe tải biển kiểm soát 60H01373 chở theo hàng chục cống thoát nước bê tông chạy theo hướng Bảo Lộc, Đà Lạt. Khi đến km 145 quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh thì bất ngờ lao vào bên phải đường, tông hàng chục mét giải phân cách. Sau đó xe tải lao xuống vườn cà phê và lật 4 bánh lên trời. Chiếc xe tải hư hỏng nặng. Rất may lúc này xe cộ lưu thông trên đường vắng nên không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Tài xế may mắn thoát nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, giải quyết vụ việc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.